Khi bước sang độ tuổi 20 trở đi thì cơ thể và làn da của bạn sẽ dần bị tổn thương do các tác động ở bên ngoài nhiều hơn. Không chỉ vậy mà tốc độ lão hóa cũng bắt đầu diễn ra nhanh hơn. Mặc dù là cơ chế đề kháng và miễn dịch của cơ thể lúc này thì vẫn có thể là đáp ứng được, nhưng mà không vì vậy mà các bạn bỏ bê bản thân đâu nhé. Ở giai đoạn này thì lượng collagen tự sản sinh của cơ thể sẽ bắt đầu có xu hướng giảm này. Thế nên là các chị em cần sử dụng thêm các cái sản phẩm bổ sung collagen với hàm lượng vừa phải. Khi mới bắt đầu sử dụng thì các chị em nên sử dụng hàm lượng từ 5.000mg collagen peptide mỗi ngày. Kimiwa Collagen sẽ giúp bạn làm được điều này. Hôm nay thì hãy cùng với Triệu Nhi khám phá về thành phần và công dụng của nước uống làm đẹp thần thánh Kimiwa Collagen này nhé. Ở đây các bạn có thể thấy thành phần của sản phẩm này. Đầu tiên đó chính là có collagen. Đây là collagen peptide từ cá nhé, 10.000mg. Theo mình tìm hiểu thì loại collagen dạng nước này giúp là quá trình hấp thụ vào cơ thể được tối ưu, mang lại hiệu quả nhanh chóng hơn collagen thông thường. Và tiếp theo đó chính là nước ép Maui Peri cô đặc 400mg. Trong tinh chất cô đặc thì có chứa là anthocyanin này và polyphenol thực vật, là hai chất chống oxy hóa cực mạnh nhằm bảo vệ da, chống lại các gốc tự do, ngăn ngừa các tổn thương và làm chậm quá trình lão hóa đấy ạ. Còn có cả vitamin C dưới dạng L-ascorbic acid 80mg. Vitamin C được biết đến là hóa chất chống oxy hóa tác động sâu tới lớp trung bì của da, ngăn chặn các gốc tự do, kích thích quá trình sản sinh collagen này, làm giảm thâm, mờ nám. Thành phần glutathione có trong dịch chiết ngấm men 100mg. Cái này thì chắc hẳn là các chị em chúng ta không còn xa lạ rồi đúng không? Bởi vì đây là chất luôn được review là giúp làm trắng da toàn thân thông qua cơ chế, giúp da là tăng cường tạo ra sắc tố melanin sáng này và ngăn chặn tạo ra hắc tố melanin. Tiếp theo sẽ là thành phần hyaluronic acid 30mg nhé, giúp tăng sinh và tái tổng hợp collagen và elastin dưới da, cấp nước cho làn da đủ ẩm và mềm mịn luôn. Đọc đến đây thôi thì chắc là các bạn cũng đã choáng ngợp với thành phần của sản phẩm này rồi đúng không? Mình thì đã hiểu tại sao nó lại được các chị em săn đón đến như vậy. Bởi vì ngoài những thành phần chính đó ra thì nó còn có thêm cả coenzyme Q10, các loại vitamin như là B1, B2, B6 đều có tác dụng là giúp da đẹp hơn này, đảm bảo các chị em khi mà dùng nhá thì sẽ có hiệu quả. Còn chần chờ gì nữa mà không tự thưởng cho bản thân của mình ngay đi nào, bởi vì bạn xứng đáng có vẻ tươi trẻ này.